vốn hay sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm trực tuyến. Nhưng bỗng một ngày, chị Chi bất ngờ bị trừ 30 triệu đồng tại một website chị chưa thấy bao giờ. Tự nhiên hôm đấy, vừa mới check điện thoại cái thì tự nhiên hiện ra phải đến 4-5 cái noti là bị trừ tiền ở tài khoản ngân hàng mà từ một cái địa chỉ lạ nào tôi không có biết. Thì sau đó thì tôi đã thử lên mạng tra check xem từ cái thông tin ở cái noti thì phát hiện ra là từ một cái app game ở trên mạng. Và tôi thì là một người không bao giờ chơi game cả, thế nên là tôi đã biết ngay là tôi đã bị hack thẻ. Trước đây thì tôi cũng có dùng thẻ của tôi để mua sắm các vật dụng hàng ngày rồi chi tiêu ở trên các sàn thương mại điện tử. Tôi cũng có dùng thẻ để trả các chi phí định kỳ ở trên app điện thoại. Chuyên gia giải thích, một phần lý do khiến chị Chi mất thẻ tín dụng có thể vì kẻ gian đã lợi dụng sơ hở, ăn cắp thông tin thẻ của chị khi chị lưu giữ thông tin thẻ trực tuyến để thanh toán tự động cho một số loại dịch vụ. Trong trường hợp phát hiện giao dịch lạ, việc đầu tiên cần làm là vào ứng dụng ngân hàng số để khóa ngay thẻ tín dụng, sau đó ra trực tiếp quầy giao dịch hoặc là gọi điện vào số hotline ngân hàng để tố cáo giao dịch bị lừa đảo để ngân hàng can thiệp kịp thời. Khi khách hàng không thực hiện mà tự dưng thấy tiền mình mất thì ngay lập tức ý thức đầu tiên của khách hàng cần phải làm, một là khóa ngay cái tài khoản của mình bằng cách là lên ngay ứng dụng của ngân hàng để thực hiện khóa tài khoản. Đấy, với VBankNEO thì khách hàng hoàn toàn lên trên ứng dụng để có thể khóa luôn tài khoản của mình, hoặc là có thể gọi điện đến tổng đài hoặc là liên hệ với ngân hàng tại quầy để có thể khóa ngay cái tài khoản mình để chống cái việc là mất thêm tiền. Cái việc tiếp theo là trình báo với cơ quan chức năng để phối hợp cùng với cơ quan chức năng, phối hợp cùng ngân hàng để thực hiện điều tra. Để ngay lập tức thì chúng ta sẽ có một cái cơ chế để có thể thu hồi lại được cái tiền đấy để khắc phục cái hậu quả. VPBank Diamond, tầm nhìn quyền năng.